các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em gửi lời tri ân đến tất cả các khách hàng, tất cả các anh em đã mua hàng và chưa mua hàng của em. Tất cả mọi người một sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, và tất cả mọi người có một sức khỏe và tinh thần vui vẻ nhất, chuẩn bị đón một cái Tết dân tộc cổ truyền ấm áp bên gia đình và người thân của mình nhá. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video em để chuẩn bị để giao máy cho khách đây. Trước hết là em sẽ giới thiệu từng con máy mà em sẽ giao cho khách, các khách hàng của em. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh em ở các tỉnh đã ủng hộ. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu về con máy Hổ Vồ 375. Con máy Hổ Vồ này thì em sẽ gửi về Nghệ An. Con máy Hổ Vồ 375 này em sẽ gửi về Nghệ An cho anh Quỳnh. Anh ấy là một chủ một công ty có, anh ấy có rất nhiều xe Hổ Vồ nhá. Anh ấy cũng xem trên mạng và cũng biết được đến cơ sở của em. Là con máy Hổ Vồ này. Thứ hai là con máy 6 kép này cho anh Các ở An Giang. Ở An Giang. Cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Các đã tin tưởng, và anh ấy cũng đã hỏi một số chỗ nhưng anh ấy vẫn qua mua của em. Thì cũng xin gửi lời tri ân đến anh Các. Đây, em ghi chữ An Giang ở đề này. Xin gửi lời tri ân đến anh đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở của em. Chúc anh về có mua được cái sản phẩm này về dùng tốt dùng bền nhé anh Các nhá. Thứ ba là em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Lại Minh Trọng ở Sa Đéc Đồng Tháp. Thì sau rất nhiều thời gian phân vân thì anh Trọng cũng quyết định mua máy ở bên em. Thì em vẫn bảo là anh ơi, thử là nếu mà anh thấy chỗ nào nó hợp lý hơn, thấy chỗ nào nó hợp lý hơn của em thì anh mua hộ em. Em không quan trọng, nhưng anh cứ cần gì em vẫn tư vấn cho anh đàng hoàng nhá. Thì bảo là bên em đã bán đắt hơn 1-2 triệu, nhưng 1-2 triệu đấy là em cái hàng của em là bán đi là em sẽ có trách nhiệm với cái mặt hàng của mình. Nhưng có thể những cơ sở khác người ta bán hàng đi, người ta cầm tiền của anh xong là xong. Sau khi cái hàng người ta bán đi ấy, người ta cầm tiền rồi mà về chạy có vấn đề gì, thứ nhất là đề phát này, em không nói những cái lớn, đề phát turbo cái thứ là bán xong là người ta sẽ không bao giờ có trách nhiệm. Nhưng em đã từng bán cho anh Hải ở Bạc Liêu con máy 6 với kép. Thì con đề với con turbo không được, em đã phải gửi tháo máy gửi turbo vào cho anh ấy. Thì đấy là cái trách nhiệm em, thì em không phải là cứ cầm tiền là xong, anh em hiểu không? Tất cả là đều mình bán cái sản phẩm của mình đi là mình phải có trách nhiệm với cái sản phẩm của mình bán ra. Và đây là con máy này là em bán cho em Khoa ở Rạch Giá Kiên Giang này, cũng gửi lời tri ân đến cảm ơn em Khoa ở Kiên Giang nhá. Xin chân thành cảm ơn em. Thì con máy của em Khoa em ấy cũng đã tìm hiểu và em mới mua của em hai con máy cơ. Con máy ghi các địa chỉ đây Nam ơi, ghi gọi anh cái địa chỉ báo lái xe ghi địa chỉ này. Em Khoa em mới mua của em cả một con máy Isuzu 4GB1 nữa. Thì cũng chân thành cảm ơn em Khoa đã ủng hộ. Thì em Khoa mua đúng là đầu xuân em năm mới, em Khoa mở hàng cũng thực sự là rất là lắm lọc. Xin chân thành cảm ơn em Khoa nhá. Nếu mà em Khoa được xem được video này thì cho anh gửi lời cảm ơn. Nếu có dịp ra ngoài này xin được đón tiếp tất cả các anh em nhá. Và đây là con máy này là của con máy của em con máy này của anh Trương ở cũng ở Kiên Giang, Rạch Giá Kiên Giang này. Thì anh Trương anh cũng xem video và anh ấy bảo là để cho anh ấy con máy Hilo P11C. Đây con này Hilo P11C nhá, cực đẹp cực chất luôn. Thì thực sự là con này nổ lên thì không có một điều gì phải chê trách nữa rồi. Con máy này thực sự quá đẹp. Thì anh Trương cũng đang rất là mong mỏi con máy về. Thì thực sự là em thì em rất là muốn máy làm sao về sớm nhất có thể để giả có xe chở hàng sớm nhất có thể để trả hàng cho các anh em. Nhưng không phải lúc nào cũng có xe. Mong nếu mà anh Trương có xem được cái video này thì mong anh thông cảm cho em nhé. Thực sự là em rất là mong từng ngày, mong mỏi từng ngày để có cái có xe để gửi vào cho các anh, thì có gửi hàng cho các anh được thì em mới có tiền. Thực sự là gửi lời tri ân đến tất cả anh riêng cá nhân anh Trường và tất cả các anh em khác. Xin chân thành cảm ơn.
Và đây là con máy thứ 6. Con máy thứ 6 này là con máy của em Phước. Thì sau một thời gian em Phước cũng hỏi em là em lấy về làm một cái máy phát điện, hỏi chân bệ đo, em cũng đo hộ cho em Phước. Đây là con máy hộp vô 375 nhá, đo hộ chân bệ tất cả các thứ cho em Phước. Con chân bệ tất cả để và em Phước mua, bảo là anh ơi chọn cho em một con máy, nếu mà anh làm, anh em mình làm được, anh làm tốt thì sau này em sẽ mua máy ở bên anh rất là nhiều. Thì thực sự là mình cứ làm tốt rồi đã. Khách hàng có yêu cầu gì, thế là em làm cái video con máy này đăng lên kênh thì em Phước có gọi điện và nhắn tin bảo là anh ơi con máy ok rồi, em ưng rồi anh ạ, anh gửi vào cho em đi. Thì em Phước là ở quận Bình Chánh nhá, Bình Chánh Sài Gòn nhá, ở quận Bình Chánh. Cũng xin chân thành gửi lời tri ân đến em Phước. Chân thành gửi lời tri ân đến em vì em đã tin tưởng và ủng hộ cơ sở của anh. Thì vẫn nói là để cho một người ta không quen biết mình, không biết mình ở đâu, biết mình ở đâu nhưng rất là xa, người ta chuyển tiền cho mình, người ta mua hàng của mình, nó là một vấn đề rất là lan giải, rất là khó. Mình cứ đặt mình vào vị trí của người khác đi, bây giờ bảo mình chuyển tiền. Chuyển đấy, xem những cái địa chỉ ấy, cái địa chỉ anh ghi ở đấy này. Xếp được mấy con thì xếp. Thì thứ nhất con đấy test chưa? Đây. Thế sao không làm video à? Thì cũng xin chân thành cảm ơn em Phước. Thì thực sự là cái nguyên tắc buôn bán của em là luôn luôn đặt mình vào vị trí của người khác, chứ không phải là khách hàng, người ta không ai có khách hàng người ta thừa tiền mà người ta bỏ tiền ra để gửi cho mình để mình mua máy của mình, mà mua một con máy không có nghĩ thì người ta rất là, thực ra người ta rất là ức chế và cảm thấy nó như kiểu mình bị lừa ấy. Thì mình luôn luôn phải suy nghĩ đến cái vấn đề đấy. Thì hôm nay trước khi là em sẽ làm cái video 6 con máy to này thôi, còn mai còn một xe. Chúc anh Các với anh các anh mua mấy cái hộp số nữa, mua em mới anh một cái hộp số thì em mai em sẽ làm video sau. Thì mai em sẽ làm một cái video máy nhỏ, các anh ấy còn mua cái máy nhỏ nữa. Một lần nữa xin gửi lời tri ân đến tất cả các khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng. Thực sự là cảm ơn đấy, từ đáy lòng em cảm ơn tất cả các anh em đã tin tưởng và giao trách nhiệm, tin tưởng cơ sở động cơ Hưng Thịnh. Mong cho tất cả mọi người chuẩn bị đón một cái năm mới bên gia đình và người thân thật đầm ấm, hạnh phúc và ấm áp nhé anh em nhá. Chúc cho mọi người mua có những sản phẩm ở bên em về dùng tốt, dùng bền. Đây thực sự là em rất là nhiều cái đơn hàng ấy anh em ạ, rất nhiều đơn hàng nhé. Đây anh em xem này, máy móc em cuốn hết rồi đây này. Hậu Giang này, như ngày mai em sẽ làm một cái video máy nhỏ anh em ạ. Đây rạch giá này, thực sự là hôm nay em cứ làm 6 con máy lớn này đã anh em ạ. Xin chân thành cảm ơn nhá, từ đáy lòng gửi lời cảm ơn tri ân đến tất cả khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ. Nếu mà mọi người có dịp ra ngoài Bắc này công tác làm việc thì nhớ qua cứ điện cho em, số điện thoại của em ấy, qua động cơ ô tô Hưng Thịnh, và đến chơi với em. Xin chân thành cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo nhá.